mặt ở đây và cô hai cũng đến nằm xuống làm cho con. Cô hai cũng đến. Sao? Ủa cô hai, sao cô hai biết hôm nay mà vợ chồng ngày nào coi tới 2-3 giờ đêm. À là coi YouTube hả? Cô hai chỗ nào cô hai cũng đến, cô hai yêu thương lắm mọi người. Bữa nào mà cô mở cái sổ này là con hiểu rồi. Gửi đồ cho cô rồi đó con trả tiền luôn. Đi bây giờ có shop mà đi qua shop mua. Đi bây giờ đi mua nè. Cô hai là người mà chú là bạn học của chú Năm đó mọi người. Đấy, cô hai là bạn học của chú Năm nha. À, cô hai là bạn học của Năm luôn hả? Đúng rồi, cô hai là lúc nào cũng có mặt bên nhà Hồng Loan á. Thương Hồng Loan lắm. Đây, Long bự dưới anh. Sao nếp em ơi, đây là gân sao nếp em. Đây, thấy cái mặt nào á? Che rít hả? Đúng rồi, em á. Đó, vợ chồng chuột. Đây cả nhà, đây là quán ốc Ba Liên nha nha, cô Ba Liên. Địa chỉ là 458-8, 3 tháng 2. Tới ốc này là quẹo trái vô. Phường 12 quận 10 nha cả nhà. Ốc đây. Trời ơi, ốc Hương nào nấy bự chà bá luôn cả nhà. Ốc Hương ha. Ủa cái bên này ốc gì ta? Rồi, toàn hàng bếp không à. Cái đèn con này là hậu nhân biết nè. Con này ốc mỡ không cả nhà. Con này con ốc gì thì hậu nhân không biết nha cả nhà. Nhà này là con sò lông. Ủa anh? Cô muốn gì đó thì báo về con rồi con xin cho con ăn đây. Cái càng con gì vậy ta? Biết con gì nữa không nói nha. Học con tài. Trời ơi, con sò huyết nó còn sống luôn nè cả nhà. Đó, đụng vô cái nó tép cái mỏ rồi nè. Đó. Nó còn sống luôn. Đây còn sống luôn nè. Đó. À, nó khép lại nè cả nhà. Sáng về hết chuyện vậy mới sầu lông mới sầu quyết. Đây trời ơi con hào bự dữ vậy đây. Nghiêu nào nấy nó bự lắm á nha. À, bự hơn con tay hậu nhân luôn. Hàng VIP nha cả nhà. Đó, đặc biệt là cái chỗ mà nước chấm của anh hay cả nhà. Đây là mỡ hành. Đó, cái này cái nước là mình chấm nè. Ớt nè. Tắc nè. Này muối tiêu thôi đó nha. Cái bên là đậu phộng. Này nước mắm. Chén đũa thì rất là sạch sẽ đó nha. Hiện tại thì ngoài mắm ra rất là nhiều luôn. Rất là ngon đó nha. Qua đừng mua gì hết nha anh. Mua một 2-3 ký cô bé đó, bò cô bé đó. Cô nghe cái vụ gì chưa? À, con que nó chuyển viện rồi đó. Cho nó chết luôn. Tôi nói với mấy chú nè. Dạ. Tôi nói anh mấy nay rồi. Dạ. Không có ai mà hay được Hồng Loan. Dạ. Thì bữa nay là mẹ con chuyển viện rồi cái mà BH đó là chuẩn bị mà lấy ra đi mượn tiền góp để trả cho Hồng Loan đó cô. Cô biết không? Nó nhỏ đừng quay. Dạ, cô nó vui lớn luôn rồi. Nó nhỏ. Cô nó nhỏ đó là cho nó đi ra đi luôn. Là sao cô? Là bây giờ là cho mẹ con nó sao lên đường luôn đúng không? Tôi nói lâu rồi, phải tháng mấy nay không bây giờ coi clip đi. Dạ. Hồng Loan lúc nào với con đi lúc nào cũng thắng hết trơn chứ tin gì. Dạ đúng rồi. Nó lớn luôn cô hai. Đừng có nói nhỏ, nó lớn luôn. Đó. Con Loan là con ruột của em, con đẻ của em mà kêu hoài thì quý luôn. Trời cái đó thấy không? Nhớ mà lúc mà ở bên cậu kia mà học ha. Dưa tay dưa hoàng kim mình hồi đó nó màu vàng á chứ không phải trắng giờ đâu. Kêu vô mua bún cháy, kiếm đồ bún cháy, gọt ra là gọt ra thì con gọt vỏ ra. Nghe cô hai. Gọt vỏ ra rồi cắt ra làm thân. Rồi mà khi chú ăn chứ nó chị chơi ăn trước đi em ăn sau cái tôi cắn tôi lấy cho ăn cái chú nghe không? Đi ra ngoài cái vỏ lấy mình gậy. Tôi phải đi xin tôi đi trước á. Kêu xin giùm nhất về tôi chế vô trên wow. Đi đó. Giờ mình nhắc là mình tôi à, tôi lắm.
Là cuối cùng bây giờ là Hồng Loan là đúng là hợp pháp luôn rồi phải không con? Là... À, tôi, hồi đó tôi không có biết hợp pháp dạ. Gì cho nên tôi nói Hồng Loan không ai ngại được nói với cô Ni hết. Dạ. Con Loan thắng kiện 100% cái gì cũng thắng hết. Dạ. Đó, đưa theo nghe cô Hai nói không? Nó là nói cho tôi nghe như vậy đó, con dạ. Loan thắng kiện 100% dạ. Chị ơi. Dạ. Đó là không có gì tôi nói cho mấy chúng nghe là không bà không cái gì không qua lưới trời không có qua được mà tâm linh của chú Năm hết. Dạ. Chú Năm lúc nào cũng ở ngoài sau lưng của con Loan. Không, xài đi. Bây giờ cô là bạn thân. Nó khỏi chuyển viện. Dạ. Mai mốt á, bây giờ con Loan nó thắng rồi. Mai mốt ra công sở công an ở bên tòa án thành phố á. Con Loan nó thắng rồi là hai mẹ con nó nhảy lên xuống cầu Bình Lợi. Dạ, cầu Bình Lợi hả? Thôi, cầu Sài Gòn đi cho nó khỏi kiếp. Cầu Bình Lợi nó nhảy. Cầu Sài Gòn cho khỏi kiếp. Cầu Bình Lợi á. Thúi lắm, nước thúi lắm. Mình lại tâm linh gì mà dạ, để xuống rồi. Là đi dạ. Luôn đi chưa à, vậy hả cô? Đó bây giờ là đừng chuẩn bị đi qua Pháp nhảy. Đừng có để rồi mà con Loan thắng rồi tức không? Chuẩn bị cái con ve nó đi qua Pháp nó nhảy bên đó đó. Nó nhảy được. Nó qua bên được không? Nó nhảy được. À. Chứ không có mà nhảy cầu. Nói với thằng thành gì đó, thằng gì đó. À, thằng guitar. À, thằng với cái bà ngáo, bà đi ngáo. Đi qua bển nhảy được. Qua bển nhảy được không được thì ăn xin. Dạ đúng rồi. Chứ bây giờ đi qua bển hát ai cho hát? Lụm mấy cái chai giống gì nè. Đó, lụm đi ăn xin. Dạ đi ăn xin đó, chuẩn bị mẹ con nhà ve đi ăn xin nha cô chú. Người ta đang ví dụ không có trên lầu nhà đi luôn. Ờ cái nhà đi luôn mà đó thừa là người ta. Dạ tôi nói cho mấy chú nghe là 1000 lượng vàng. Dạ. Ha, 1000 lượng vàng năm căn nhà, 1000 nhà từ đường của ba mẹ. Cũng mất luôn. Mất luôn. Ăn biết bao nhiêu 1000 lượng vàng hồi đó tới bây giờ tôi nói thiệt hồi đó bây giờ mua 10 căn nhà. Ủa, cô Hai nghe nói bà lấy tiền đó bà cho chai đúng không? Đúng rồi. Bà cho chai. Nó mê chai quá. Mê chai. Mỗi người con gái đi. Đây. Con cái sao cả. Rồi hai người cho mấy bước đi để em lên gặp cô. Sôi động lên tung tăng vụ mô hình tôi dịp cho mình ghi số nước. Ủa vậy hả? Trời ơi, tôi căng thẳng quá tưởng gì. Không phải, tại để tờ giấy. Tại để mấy tờ giấy mấy ngày không thấy ai trả lời. Em mới vô, em mới mướn có mấy ngày à. Đúng rồi. Nên em đâu có biết gì đâu. Đây nước ở đây nè. Cái bậy thôi, xin lỗi nha. Về nhất ở đâu rồi? Dạ. Dạ, trong rồi. Nay có chị Phương Dung xuống không? B7 chạy. Ba miền hỏi nhân viên chạy 6-7 lần mà vẫn chưa nghe được. Em muốn ca cao gì không? Thôi, nó sẵn rồi. Trời ơi, tí ơi anh gửi. Dạ. Nay khai trương có chị Dung xuống không? Phương Dung. Dạ cũng không biết chị rảnh nên chị lại em theo xuống nhỏ nè chứ có làm gì lớn rồi. Có gặp chị Dung nói thằng có thằng đệ tử thằng em quân đội gửi lời thăm rồi bả biết rồi. Trời đất ơi tôi mới vô nhà mà sao tiền nước 132.000. Cái đó của Dư Âm. Dư Âm hả? Trời. Của người trước. Của ông hồn nè. Nói công chuyện mới vô nhà có mấy ngày mà tiền nước 132.000. Tí có nói gì không? Mày vô. Mấy anh em mình ra ngoài ngồi đi. Okay. 10 giờ chưa? 10 giờ. À, bắt đầu ngồi đi. Rồi giờ làm gì chị? Mình bò ra mình ăn sớm. Bò ra ăn sáng. Bò ra ăn sớm. Tại chị thấy cưng chợ đường sớm. Những cái người ăn rồi mà có thể ăn nữa được không chạy? Ăn nữa hả? Được. Ăn nữa được không? Ăn sớm. Ăn sớm thì mọi người. Dạ mọi người Zalo, mọi người ở xa thì vẫn cứ mua Zalo qua trang bình thường 0902 45 9042. Còn mọi người cô chú anh chị ở thành phố mà muốn ghé shop thì ghé 462 Suyệt B7 đường 3 tháng 2 phường 12 quận 10. Chị ra chị quay cái địa chỉ á, quay địa chỉ cho bà con giải hỏi á. À, đó nha. Chị giải hỏi có Hồng Loan không? À, đó. Bé Loan có đó, nhưng mà chắc trưa bé Loan mới qua. Mẹ sớm quá. Bé Loan phải tối qua. Vậy nó không bảy tối qua. Bảy tối qua. Thì nó qua đó không biết chừng nào nó qua thôi. À, chị Ni rồi cũng đòi qua đó không biết chừng nào qua thôi. Rồi bây giờ mấy anh em mình ra ngoài quán ngồi đi. Chưa mà, chưa. Ủa? Ủa giờ hẹn rồi. Tôi sợ mấy ông nội này quá à. Đi review tao đi một lần đi. Trời ơi tao ngồi không. Sáng giờ tôi nói 6
À. Chết tôi rồi, tiêu bà nó tôi thiếu tôi rồi. 67 là lần nó 6. Cái máy này đang gương. Máy này vậy? Quán này chị mua là 67 hả? Chị còn người mới vô đó hả chị? Trời ơi, ông nói vợ nữa. Nói đi, nói lại. À, làm lại câu cái lại. Nói lại đi. Bà ơi, bây giờ quay review đi rồi ra ngoài quay ngoại ngoại tôi ăn ngoại. Để mình review đó. Đi mà xanh sao để muộn dễ sợ. Sao mình đi ăn sáng đi. Đi ăn sớm. Ăn sớm. Ăn sớm. Ăn sáng. Anh quay rồi, mình để cho anh. Đó, à, đó thì anh không dở vậy giờ thì quay qua thì quay review đi. Mất ở xoa tớ. Ở xo tớ ứng xo. Ở xo nha cả nhà. Mới ở xo. Đó thì sớm chăm đủ hết và mọi người chia sẻ là chăm bán từ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Chủ nhật nghỉ. Thì trong tuần đầu cái shop này chăm ấp ủ là 6-7 năm rồi. Nên là khai trương trong tuần đầu thì chăm cũng giảm giá 20% trong 6-7 ngày đầu nha mọi người nha. Rồi mấy anh em chia sẻ bà con của bác tới. Địa chỉ thì là 462-B7 đường 3 tháng 2 phường 2 quận 10. Mà mọi người đi cái hẻm 458 á, bên hông siêu thị Sài Gòn vô sẽ dễ hơn. Vô tới 458-26. Mọi người quẹo trái cái là thấy cái chữ shop tí chăm. Mọi người tới đây học chăm. Chủ nhật nghỉ nha mọi người nha. Chủ nhật nghỉ nha. Chủ nhật xin nghỉ một ngày để nghỉ ngơi dưỡng sức. Rồi nhiều khi là theo dõi lấy sức chữ như này người kia nữa. Đó. Rồi ok anh em, mời anh em ra ngoài đây mình có cái hai phút rồi chị. Tao mệt mày quá. Cô hồn. Đúng rồi. Bữa nay ngày đó. Ba mẹ. Hôm nay ngày nó đó hay gì đó. Ờ. Rồi Long Giỏi với Giàu Thiện, mỗi người 2 phút đủ clip rồi. Đúng rồi. Tôi không nói nữa cho mấy ông tên phút. Bây giờ cứ đi để cho mình ở đây. Nè. Bây giờ